Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, thầy và các em sẽ cùng nhau làm một cái bài kiểm tra cuối học kỳ 2 của bộ môn toán lớp 7. Và các em học bộ sách kết nối hay là bộ sách cánh diều hay là bộ sách chân trời thì chúng ta cũng đều tham khảo được cái đề này các em nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy giấy và lấy viết hay là bút ra. Ok. Đấy, như vậy thì ở đây thì cũng tùy theo từng cái nơi của các em, đúng nào, thì sẽ có cái tỷ lệ trắc nghiệm và tự luận là khác nhau. Đấy, có những nơi á, trắc nghiệm sẽ là 3 điểm, tự luận 7 điểm. Tuy nhiên có những nơi sẽ là gì? 4, 6. Như đề này sẽ là gì? Tỷ lệ là 4, 6 này các em. Ok, những cái phần này thì quá quen thuộc rồi đúng không? Họ tên học sinh lớp với số báo danh nhé. Ok. Rồi, mình vào câu số 1 này. Từ cái tỷ lệ thức, ta cho tỷ lệ thức này 2 trên 3 bằng 6 trên 9 thì chúng ta có cái đẳng thức nào? Đấy, như vậy thì các em sẽ nắm được đây chính là gì? Tính chất của gì? Cái tỷ lệ thức, đúng không? Nếu chúng ta có tỷ lệ thức A trên B bằng với C trên D này. Đó, chúng ta có cái tỷ lệ thức là gì? A trên B bằng C trên D. Đúng nào, các em phải nắm được lý thuyết nha. C trên D thì sao? À, thì sẽ có cái tính chất của nó, đó là A nhân với gì? A nhân với D sẽ bằng B nhân cho C. Đúng nào? Đấy, như vậy thì ở đây áp dụng vào 2/3 bằng 6/9 thì chúng ta sẽ được là 2 × 9 bằng 3 × 6. Các em tìm 2 × 9 bằng 3 × 6 đâu? Đây, 2 × 9 bằng 3 × 6 này, đáp án B nhé. Ok chưa nhỉ? Đó. Rồi, câu số 2. Cho tỷ lệ thức A trên B bằng C trên D, khẳng định nào sau đây là đúng? Đấy, như vậy thì cái bài câu số 1 là chúng ta thuộc về bài tỷ lệ thức, đúng không? Nhưng mà câu này này thì chúng ta lại áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, đúng không? Đó, như vậy mình sẽ có này, A trên B này bằng C trên D á, thì điều gì xảy ra ở đây nhỉ? À, thì nó sẽ có hai cái tính chất ở đây nha các em. Hai tính chất. Đó. Vậy thì nó có thể sẽ bằng là A cộng B. Đấy, A này cộng cho B. Được chưa? Trên gì? Trên C cộng D này các em. C cộng D. Và nó cũng bằng A trừ B. A trừ B. Trên gì? Trên C trừ D. Đấy, như vậy đây là lý thuyết nha các em. Đấy, lý thuyết này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đáp án thôi. A cộng B trên C trừ D không đúng này. Tại vì đây cộng, đây này trừ. Rồi, A trừ C trên B cộng D cũng không đúng luôn này. Rồi, câu này nào. A cộng C trên B cộng D đúng nào. A cộng C gì đây? A cộng C trên B cộng D. Này là A cộng C à? Tử cộng tử hả? A cộng C trên B cộng D. Rồi đây là gì? A trên D bằng C. C trên B. A trên D bằng C trên B. À, như vậy cái câu này thì lại đáp án đâu? Tử cộng tử, mẫu cộng mẫu hả? Rồi, như vậy đây chính là gì? Đây chính là cái tính chất mở rộng của dãy tỷ số bằng nhau đấy các em. Đấy, ngoài cái này ra thì nó lại có là A cộng B nữa này. A cộng C trên B cộng D nhá. Đáp án gì? Đáp án C này các em. Chính là đáp án này này các em. Đáp án C nhá. Ok. Được chưa nhỉ? Rồi, câu số 3 nào. Cho X và Y
là hai cái đại lượng tỷ lệ thuận theo hệ số tỷ lệ là 2. Vậy thì công thức biểu diễn y theo x là, và thầy copy cái này sang đây. Tôi hỏi là gì? Công thức biểu diễn y theo theo x là cái nào trong bốn đáp án ở đây? Đó. Như vậy các em biểu diễn là gì? Y theo theo x. Như vậy thì hệ số của nó sẽ là gì? Tỷ lệ ở đây là gì? Là 2. Vậy thì y sẽ bằng 2 nhân nhân chỗ x. Câu nào nhỉ? 2 nhân x đầu. À, như vậy đây sẽ là đáp án D nhé. Ok, đây chính là cái bài gì? Đại lượng tỷ lệ thuận này kìa. Đáp án chúng ta là D. Ok. Rồi, câu số 4 nào. Cho x và y tỷ lệ nghịch. Đó, đây là bài đại lượng tỷ lệ nghịch này. Hệ số tỷ lệ là bằng 3. Thì cách viết nào sau đây là đúng? Ok. Như vậy ta hỏi cách viết nào là gì? Là đúng. Như vậy các em sẽ thấy này, hai thằng này nghịch nhau đúng không? X nhân y bằng 3, y bằng 3x, y bằng x chia 3 và x bằng y chia 3. Đó, như vậy sẽ là gì? Đáp án A này nha các em. Ok. Rồi, sang câu số 5. Hãy chỉ ra biểu thức số trong các biểu thức sau đây. Dễ ơi là dễ ơi rồi đúng không? Biểu thức số là biểu thức không chứa biến. Như vậy đây có x, có y, đây có x. Đây anh này toàn là số không. Đáp án C luôn. Dễ ơi là dễ ơi đúng không nào? Câu 6 nào. Trong các đa thức sau, đa thức nào là đa thức một một biến? Rồi anh này có mấy biến? Mấy biến? Hai biến, biến x biến y, biến x biến y, biến x biến y. Đây chỉ có mỗi anh này có một biến x thôi. Đáp án D. Được chưa? Rồi câu số 7 nào. Gieo một cái con xúc xắc 2 lần. Trong các biến cố sau thì biến cố nào là biến cố chắc chắn? 2 lần con xúc xắc ta gieo được 2 lần thôi. Vậy ta hỏi biến cố nào là chắc chắn? Rồi như vậy tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc luôn lớn hơn 1. Chính xác không các em? Bởi con xúc xắc chúng ta có 6 mặt thì cái mà thấp nhất á, thì nó sẽ một lần. Lần thứ nhất chúng ta sẽ được 1 chấm, lần thứ hai cũng sẽ được là 1 chấm, đúng rồi. Vậy thì tổng 2 lần của chúng ta chắc chắn là gì? Phải là 2. Nó phải là gì? Số 1 này này. Câu A này nhá. Ok chưa? Rồi chúng ta khỏi cần xét tới các đáp án khác. Rồi câu 8. Cũng gieo con xúc xắc được chế tạo cân đối thì biến cố số chấm mà xuất hiện, chữ xuất này. Xuất này sai nhá. Xuất hiện trên con xúc xắc là 7 là biến cố. Như vậy thì đã là cân đối thì nó phải là số gì? Số gì các em? Số gì? Xúc xắc được chế tạo cân đối biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 7 là biến cố. Đây là biến cố chắc chắn hay không thể hay ngẫu nhiên hay là gì cả A và D? Số chấm xuất hiện chế tạo cân đối. Cân đối tức là gì? Nó sẽ có số mặt đúng không? Là số gì? Số mặt nó là số số chẵn hay số lẻ các em? Ở câu à, đúng rồi. Như vậy thì chắc chắn là gì? Nó sẽ là cái số phải là số chẵn đúng không? Vậy thì cái biến cố mà xuất hiện ở đây này là số 7 á thì không bao giờ có đúng là mấy con xúc xắc chúng ta không có số 7 đúng là. Như vậy thì ta sẽ chọn đáp án đây là đáp án không không thể này. Ok. Rồi câu 9 nào. Khi gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp thì thấy mặt 6 chấm xuất hiện là 7 lần. Khi đó thì xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là bao nhiêu? Đó. Như vậy thì các em sẽ có là mấy? 7 lần xuất hiện 6 chấm thì nó xác suất sẽ là 7 trên mấy? 7 trên 10. Ok chưa nhỉ? Đáp án
C 7 trên 10 chính là tỷ lệ đấy các em. Rồi sang phần hình nào, câu số 10 nào. Cho cái tam giác ABC có AB lớn hơn BC và nó lớn hơn AB trong các khẳng định sau, câu nào là đúng? Như vậy AB này, AC là lớn nhất này các em. Góc A lớn hơn góc B, lớn hơn góc C. Góc C lớn hơn A, lớn hơn B. Rồi, như vậy thì để làm này thì chúng ta cứ thử vẽ cái hình ra xem. Đúng nào, vẽ cái hình ra thì mình mới có thể nhìn được, cho các em nhìn cho rõ, đúng không? Mang sang đây. Câu nào mà chúng ta chưa hiểu lắm thì đưa sang đây để chúng ta xử nó. AC là sẽ là cái cạnh lớn nhất của cái tam giác này, đúng không? Đây, ví dụ thầy sẽ lấy đây là AC đi. Được chưa nào? Tiếp đó là đến cạnh BC. Đây, cạnh BC. Đây, cạnh BC. BC khoảng này đi. Đây, cạnh BC này. Đó, được chưa? Và đây sẽ là cạnh gì? Đây sẽ là cạnh còn lại. Đó là cạnh A, AB. Được không nhỉ? Rồi, đây là A này. Rồi, đây sẽ là B đúng không? Vì đây là AB mà. Rồi, đây là gì? C. Đúng chưa nhỉ? Như vậy các em nhìn thấy ở đây, góc C là góc nhọn, góc nhỏ nhất. Sau đó đến góc nào? Góc A. Sau đó sẽ đến góc gì? Góc B này. Như vậy góc B này này sẽ là góc lớn nhất này. Thằng B này này sẽ lớn hơn thằng nào? Góc B này sẽ lớn hơn góc A. Và nó sẽ lớn hơn góc góc C. Đúng không? Đáp án nào đây? D nhá. Được không nhỉ? Ok. Như vậy thì nói chung cái câu này cũng chưa chưa được êm lắm. Bởi vì trong trường hợp nó là một cái tam giác vuông thì sao? Đấy, ví dụ trong trường hợp xảy ra của chúng ta nó là một tam giác vuông. Đấy, tam giác vuông như thế này đi. Đây, thầy đang giả định nó là một tam giác vuông nhé. Có cái gì đây? Gì thế? Cái gì thế này? Rồi, tam giác vuông đi thì cái thằng AC đây. AB. Vậy thì A này, B. B đây này là góc gì? Góc vuông này các em. Đấy. B là góc lớn nhất. À đúng rồi, cũng được. Ok, được được được. Vậy đáp án này đáp án D nhá. Tam 10 ta khoanh D. Đâu? D nè. Ok. Rồi, câu số 11. Cho cái hình vẽ sau, tức là hình vẽ này này các em. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? Chú ý ta hỏi cái nào là sai, chứ ta không hỏi cái đúng nhỉ. Ok. Các em nhìn thấy ở đây, AC lớn hơn AB. AC lớn hơn AB, cạnh huyền thì bao giờ cũng lớn hơn cạnh góc vuông đúng không? Vậy đây là đúng này. Được chưa? Mình đi duyệt từng thằng một nhá. AB lớn hơn AC, AB lớn hơn AC, thấy rồi đó. Cạnh góc vuông thì không thể lớn hơn được cạnh gì? Cạnh huyền, đúng không? Đó, như vậy thì có ngay đáp án đây rồi, khỏi cần xét đến anh còn lại. Bởi vì cái dạng trắc nghiệm này là dạng chỉ có một câu đúng thôi. Đấy, nên ta không cần xét tới C và D nữa nhé. Ok. Rồi, câu 12. Giao điểm của ba đường cao của tam giác là gì? Giao của ba đường cao sẽ là trực trực tâm. Ok, đây là lý thuyết rồi. Rồi, câu 13, số đỉnh của hình hộp chữ nhật là. Như vậy hình hộp chữ nhật của chúng mình thì có bao nhiêu? Có bao nhiêu? 8 đỉnh.
Mấy cạnh? Tám đỉnh này, sáu mặt và 12 cạnh. Vậy thì số đỉnh đấy, tám đỉnh. Ok. Rồi, số cạnh của hình hộp chữ nhật. Mười mấy cạnh? 12 cạnh. Thầy vừa nói xong. Tám đỉnh, sáu mặt, 12 cạnh. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng. Nhớ đây là hình lăng trụ, chứ không phải hình hộp chữ nhật. Không phải là hình gì? Hình bình hành, đúng nào? Như vậy thì lăng trụ đứng thì mặt bên của nó có mấy mặt? Mấy nhỉ? Là các hình bình hành, phải không? Không phải. Là hình thang cân, không phải. Là các hình thang, à, hình chữ nhật. Đây, lăng trụ đứng chính là gì? Hình chữ nhật. Chuẩn chưa? Rồi, câu 16 nào. Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác, thì lăng trụ đó có đáy là tam giác, đáy trên, đáy dưới này, 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh. Phải không? Chuẩn luôn đúng không? 5 mặt, 3 mặt bên, 2 mặt đáy, 6 đỉnh và 9, 9 cạnh. Đấy, chú ý nhá, câu này là câu người ta đánh lừa một tí này. Đấy, như vậy ta chọn ngay đáp án A cho thầy. Được chưa? Rồi, chúng mình đã hoàn thành được phần trắc nghiệm nhá. 4 điểm ngon ơ nhá. Rồi, sang bài số 1 của phần tự tự luận nào. Người thì yêu cầu là tìm x. Tìm x à? Rồi, thầy sẽ copy nó sang đây nhá. Tìm x đây. Như vậy thì đây chính là bài số mấy? Bài số 1. Dễ ơi là dễ ơi. X trên 3 bằng 6 phần 9. Thì ta sẽ có là gì? Ta sẽ có là gì nhỉ? X. X nhân gì? Nhân cho 9 bằng bằng mấy? 3 nhân nhân 6. Được chưa? Được chưa nhỉ? Ok. Như vậy thì x nhân 9 hay là 9x sẽ bằng 6 3 10 18. Rồi, vậy thì x này sẽ bằng mấy? 18 chia 9 bằng 2. Vậy thì x sẽ bằng bằng 2. Ok. Được không nhỉ? Rồi, như vậy đến đây kem kết luận vậy thì x bằng bằng 2. Xong. Ok chưa? Ok. Rồi, sang bài số 2 nào. Bài số 2. Cho tập hợp A. Đấy, các em thấy tập hợp A gồm các cái phần tử 1, 2, 5, 6, 8, 9 và 10. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp trên. Hãy tính xác suất của các biến cố sau. Đó, cái yêu cầu là gì? Tính xác suất của các biến cố. Câu A. Gọi A là biến cố thì số được chọn chia hết cho 5. Được không nhỉ? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Mấy trước hết chúng ta thấy là gì? Cái tập hợp A này này, nó có mấy phần tử đó nè. Tập hợp A nó có mấy? 1 2 3 4 5 6 7 phần tử. Đúng không nào? Nó có 7 cái phần tử này. Tức là gì? Nó có 7 cái kết quả. Đúng chưa nhỉ? Nghĩa là sẽ có mấy? Có 7 cái kết quả. Ok không? Rồi, vậy thì nếu mà chúng ta chọn á, cái số mà chia hết cho mấy? Chia hết cho 5.
thì chúng ta sẽ có mấy kết quả? Có mấy đây? Có số 5 và số mấy thôi? Số 10. Như vậy chỉ có mấy? Chỉ có là hai kết quả thôi. Đó là số 5 và số 10. Đúng là. Rồi. Vậy thì chúng mình có thể viết như nào đây? Vậy thì chúng ta có thể viết. Ta có thể viết được cái biến cố P. Được chưa nhỉ? P của A này sẽ bằng mấy? 2 trong tổng số 7, 7 kết quả này. Vậy thì sẽ là 2/7. Ok, con dê. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có câu B. Gọi B là biến cố thì số được chọn là số tự nhiên lẻ. Đấy. Như vậy thì các em sẽ thấy ở đây cũng lập luận giống như trên đúng không? Tập hợp A. Đấy, chúng ta copy cái này xuống. Tức là mình cũng lập luận cái ý đầu tiên này này. Nó là có 7 phần tử, nghĩa là gì? Nó sẽ có 7 cái kết quả. Vậy thì cái tập hợp A này có 7 cái kết quả rồi. Ok chưa? Rồi, vậy thì bây giờ thì yêu cầu là gì? Nếu mà chúng ta chọn, nếu này, nào cho xuống đây tí đi. Mình cũng lập luận giống như trên nhé. Mất thời gian quá. Nếu mà chọn số là cái số tự nhiên lẻ thì chúng ta có mấy? Số tự nhiên lẻ thì chúng ta sẽ có mấy kết quả? Rồi, 1, 5, 9, đúng không? Mình sẽ có mấy? Số lẻ A 1 này, 1, 5, 9 thôi. Mình chỉ có 3 thôi đúng không? Đúng không nhỉ? Nếu mà là số tự nhiên lẻ, số được chọn là số tự nhiên lẻ thì chúng ta chỉ có là 1, 5 và 9. Như vậy ta chỉ có là gì? 3 cái kết quả. Đúng chưa nhỉ? Rồi, vậy thì đến đây chúng mình sẽ viết làm sao? Chúng mình sẽ viết anh này làm sao nhỉ? Chỉ có 3 kết quả thôi. Vậy thì ta có thể viết, dễ ơi là dễ ơi, rồi mình cũng ký hiệu như trên, đúng không nào? Ok, sẽ bằng gì? 3/7. Ok con dê. Câu này là câu người ta đang cho điểm đó, chưa có gì khó đúng không? Rồi, xong bài số 2 nhá. Như vậy ta đã được là 1,5 điểm rồi. Rồi sang bài 3 nào. Bài 3 là 2 điểm này các. 2 điểm, như vậy mỗi câu là 1 điểm đấy. Được chưa? Đây, bài số 3. Người ta cho cái gì đây? Rồi, cho hai cái đa thức A và đa thức B. Đấy, câu A thì yêu cầu là gì? Xác định bậc hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức A. Đấy thì chỉ yêu cầu là gì? Cái đa thức A thôi, đúng không? Đó, vậy thì hệ thức A có bậc, ta trả lời thôi. Hệ thức A có bậc là mấy các em?
cao nhất là bậc gì? Bậc là 2. Ok. Rồi, hệ số tự do. Hệ số tự do là số mấy đây? 10, đúng không? Hệ số tự do là 10. Các em học cái này tốt, sau này lên lớp 9 á, cái phần VS này kia đấy, chúng ta làm nó sẽ dễ hơn. Và hệ số cao nhất của đa thức A, hệ số cao nhất là gì? Là 2 thôi. Ok. Hệ số cao nhất là gì? Là số 2. Đây. Hệ số cao nhất thì đi theo gì? Đi theo bậc của nó. Ok. Rồi đến câu B. Câu A chúng ta là người ta cho điểm nhé. Tính A cộng B và A trừ B. Đó. Như vậy giờ chúng ta mới phải đi tính này. A cộng cho B. Đấy thì như thế nào đây? Như vậy thì chúng ta sẽ có, viết nó ra. A là 2 x mũ 2, tí nữa mình viết mũ sau nhá. Trừ đi 7x cộng cho mấy? Cộng cho 10. Được chưa? Rồi, cộng cho thằng B chúng ta bỏ vào đây. Cũng là x mũ 2 cộng cho 2, 2x trừ cho 1. Được chưa? Rồi, thêm hai cái mũ 2 vào. Không có là bị mất điểm. Không thêm vào là bị mất điểm nha. Rồi, đây là x mũ 2. Đấy, thầy làm trên cái này thì nó sẽ lâu la hơn là vậy. Ok. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì giờ mình sẽ làm gì? Bước tiếp theo mình sẽ làm gì đây? Phá cái ngoặc này ra. Được không? Đấy, chúng ta phá ngoặc ra. Như vậy nó sẽ bằng này. 2x mũ 2 trừ đi 7x này. Được chưa? Cộng cho mấy? Cộng cho 10 này. Cộng cho x mũ 2 này. Cộng cho 2x này. Rồi trừ cho mấy? Trừ cho 1. Đấy, như vậy các em phá ngoặc ra thì đằng trước nó dấu cộng thì trong ngoặc không có đổi dấu gì hết, giữ nguyên. Được chưa? Ok. Rồi, x mũ 2. Rồi bây giờ mình sẽ đến làm đến bước tiếp theo, đó là gì? Đó là nhóm những thằng nào chung vào một, một rõ. Đúng không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ nhóm những cái thằng có chung số mũ, đấy, 2x mũ 2 vào với lại x mũ 2, hai thằng này mình đưa nó vào một chuồng. Được chưa? Cộng cho. Tại vì chúng ta đặt đây là trừ 7x nên chúng ta sẽ đặt dấu cộng ở phía trước. Khi chúng ta bỏ ngoặc ra thì nó vẫn là trừ 7x. Được không nhỉ? Được không nhỉ? Rồi, cộng cho 2x giữ nguyên. 2x giữ nguyên. Rồi, hai ông tự do. Hai ông tự do này chúng ta cũng đưa vào chuồng 10. Trừ đi mấy? Trừ đi 1. Ok. Rồi. Đây bình phương. Bình phương hay là mũ 2? Mũ 2. Đấy, mũ 2 mới chịu chứ thầy đọc bình phương là các bạn không chịu. Hàng đẳng thức đấy. Rồi, như vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 2 cộng 1 thì sẽ bằng 3 x mũ 2. Nợ 7 mà có 2 thì còn mấy? Còn 5. Phải không? Trừ 7. Trừ 7. Nợ 7 mà có 2 thì nợ 5. Như vậy bỏ ngoặc ra thì đây sẽ là trừ 5, 5x. Cộng cho mấy? Cộng cho 9. Được chưa? Đấy, như vậy các em làm đến đây là chúng ta đã tính được A cộng B. Đấy, đưa hết về rồi đúng không? Tinh gọn rồi. Rồi tương tự nào. A trừ đi B. Đấy, đến đây chúng ta sẽ tính là gì?
trừ cho b đấy thì sẽ bằng. Ok, để thầy copy cái này nhá, chúng ta chỉ thay mỗi đây là dấu gì, dấu cộng bằng dấu trừ thôi, thế là xong. Đấy, thầy sẽ copy cái này không, lấy cho nó đầy đủ hơn, có ngoặc niếc đàng hoàng đúng không? Rồi, chúng ta chỉ thay ở đây là dấu cộng, các em thay cho thầy bằng dấu trừ. Ok. Đấy, chỉ thay chỗ này này, dấu cộng mình thay nó bằng dấu trừ. Đấy, như vậy đây chúng ta sẽ thay đây là dấu gì? Dấu trừ. Ok. Vậy thì bây giờ mình cũng lại làm sao? Phá ngoặc ra. Được chưa? Và khi phá ngoặc ra thì nhớ đằng trước này này, nó có dấu trừ thì cái này phải đổi dấu nhá. Được không nhỉ? Đấy, anh này là giữ nguyên y chang này, không có gì thay đổi này. Đúng không? Anh này chả có gì thay đổi cả. Nên mình sẽ lấy luôn. Đó, lấy luôn anh này lắp ghép vào đây. Ok. Rồi, và đến đây thì nó là dấu trừ. Đấy, dấu trừ. Thì đây phải là gì? Trừ cho x mũ 2. Được chưa? Trừ x mũ 2. Rồi, đây là trừ 2x. Đấy, trừ 2x. Rồi, cộng cho mấy? Cộng cho 1. Đấy, chỉ khác mỗi chỗ này thôi. Bởi vì sao? Đằng trước có dấu trừ thì trong ngoặc phải đổi dấu. Ok. Đấy, các em cứ nắm được cái nguyên tắc này là ok. Rồi, vậy thì cũng tương tự như kia, mình cũng lại đưa các em nó vào trong một gì? Một chuông. Được không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ nhóm 2x mũ 2 trừ cho x mũ 2 vào một chuồng. Rồi, ở đây có dấu gì? Dấu trừ 7x. Đúng không? Trừ 7x. Thì để thực hiện, các em có thể đặt dấu cộng đằng trước. Ở trong thì chúng ta vẫn để là trừ 7, trừ 7x. Trừ cho mấy? Trừ cho 2x. Đấy, khác chỗ này thôi. 7 với 2 sẽ là mấy? 9. Được chưa? Rồi, cộng cho 10 cộng 1. Ok chưa? Đấy, đến đây rồi, mấy em nào mà lại không làm được nữa thì thôi, nó phải chịu luôn nữa, đúng không? Dễ ơi là dễ ơi rồi mà không làm được nữa là chịu. Rồi, như vậy thầy sẽ đưa cái mũ 2 lên đây. Đấy, đấy là 2x mũ 2 nhá. Rồi, đây là x mũ 2. Ok chưa? Rồi, như vậy hai ông này trừ đi nhau thì chỉ còn mỗi gì thôi? X mũ gì? X mũ 2. Được không? Rồi, x mũ 2 để nó đi tí nữa. Rồi, nợ 7 nợ thêm 2 là nợ 9, như vậy sẽ là trừ 9, 9x, cộng cho bao nhiêu? 11, xong, ngon lành chưa? Đấy, như vậy ta đã xong được là A trừ cho B, em chưa? Rồi, sang bài 4 nào. Bài 4 người ta đã kẻ sẵn hình cho này, ngon này này. Đấy, có hình sẵn này nhá. Bài 4 là 2 điểm rưỡi. Quá. Bây giờ mình làm mấy điểm rồi? Nửa điểm. 1 điểm rưỡi. Với 2 là 3 rưỡi. À, 3 rưỡi với 2 rưỡi là 6. Đúng rồi, chính xác. Rồi, không được, cái này phải copy nguyên cái bài 4 sang đây. Có cả cái hình nữa nhá. Như vậy các em học bộ kết nối hay bộ chân trời hay là bộ cánh diều thì đều có thể tham khảo được cái bài này hết nhá. Đề này, ok. Và đề này thì thầy cũng lấy ở trên mạng thôi, của các thầy cô ở trên mạng.
khu vực ở phía Bắc và miền Trung. Ok. Rồi, tôi cho cái gì? Cho tam giác ABC vuông tại A. Tam giác này, A này, BC này, tam giác này vuông tại A đây. Có AB thì bằng 3. AB, đoạn AB thì bằng 3 thì viết đây luôn đi cho dễ. AC thì bằng 4. Đoạn AC này bằng 4. Ok. Rồi và đoạn BC thì bằng 5. Ok. So sánh các góc của tam giác ABC. Ủa, giống cái bài vừa nãy thế nhỉ? Giống thế nhỉ? Giống, có vẻ giống thế cái bài vừa nãy anh ta làm thế nhỉ? Đúng không? Như vậy thì mình sẽ thấy được góc nào lớn nhất. Góc A này, góc vuông này. Đấy, góc vuông là lớn nhất thôi đúng không? Rồi, nhưng mà để so sánh được thì chúng ta phải phải làm cho đàng hoàng lập luận ra. Rồi, như vậy chúng ta xét cái tam giác. Đấy, các em có thể viết bằng cái biểu tượng tam giác nhé. Thì chúng ta không cần viết bằng chữ. A, B, C. Đấy, chúng mình có cái gì? Ghi ra. Như vậy mình sẽ thấy này. Ở đây người ta cho đoạn này AB, AC và BC này. Được chưa nhỉ? Đó. Chúng ta sẽ có thằng AB là em út. Đúng không? Nhỏ hơn thằng nào? Nhỏ hơn thằng AC mà AC lại nhỏ hơn thằng BC. Đúng không nhỉ? Vì cái này theo gì? Theo giả thiết. Đấy, cái này theo bài ra nhá. Theo giả thiết. Ok. Đúng chưa? Rồi. Vậy thì từ cái này chúng mình sẽ suy ra điều gì? Suy được ra ngay là gì? Góc C sẽ nhỏ hơn góc góc B và góc B này nhỏ hơn góc góc A. Ở đâu ra? Đây chính là gì? Định lý gì các em nhỉ? À, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Giữa góc và cái cạnh đối diện trong đâu? Trong cái tam giác nhé. Góc đối diện với cạnh lớn hơn sẽ là góc lớn hơn. Cạnh mà đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn lớn hơn. Đấy. Ok. Như vậy đây chúng ta dùng cái ký hiệu góc vào cho thầy. Đấy, có ba cái ký hiệu góc, góc A, góc B, góc C. Ok. Được chưa? Sử được chưa nhỉ? Ồ, câu A quá ngon lành cành đào đúng không? Nhìn phát ra ngay. Rồi chạy quá, đi xa quá, đi xa quá. Rồi câu B là gì đây? Thì yêu cầu cái gì? Vẽ phân giác BD. BD là phân giác. Như vậy khi nó đã là phân giác thì rõ ràng này, cái góc này này. Đấy, nó sẽ bằng với góc này đúng không? Đúng chưa? Và D thì nằm trên AC. Từ D vẽ DM. DM vuông góc với BC. M thì thuộc BC. Chứng minh là DA bằng DM. Các em sẽ chứng minh cho thằng DA đây này bằng với thằng DM đây này, cạnh này bằng cạnh này này. Được không? Quá dễ luôn đúng không? Đây là gì? Xét hai tam giác bằng nhau theo trường hợp gì? Cạnh huyền và góc. Góc gì? Góc nhọn. Trời ơi. Được không? Có tin được không? Sao mà lại dễ thế này nhỉ? Rồi, đến câu B nào. Câu B. Chúng mình xét tam giác. Xét tam giác nào? ABD. ABD. ABD và tam giác MBC.
D đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta có này. Các em có cái gì? Góc này bằng bao nhiêu? Cùng là góc vuông, đúng không? Bằng 90 độ. Đúng chưa? Có góc BAD bằng góc BMD. Vì sao? Vì cùng bằng 90, 90 độ. Đúng chưa? Đó. Như vậy các em ký hiệu ra đây. Hai cái góc này bằng nhau. Vì sao? Vì nó cùng bằng 90 độ. Đấy, 90 độ đây nhé. Ok. Được chưa? Rồi mình lại có cái gì nữa? Có hai góc này bằng nhau này, góc này bằng góc này này các em. Đấy, góc này bằng góc này nè. Ta lại có. Đấy, các em có thể dùng là ta lại có. Rồi chúng mình có cái góc gì? Vì sao cái thằng kia nó là tia phân giác đó? Được chưa nhỉ? Mình lại có góc ABD. ABD bằng góc MBD. Đấy, các em viết cho đúng nhỉ? Hai góc này bằng nhau. Đúng chưa? Rồi tí mình ký hiệu sau nhé. Vì sao? Vì BD là tia phân giác. Của góc gì? ABM. Đúng chưa? Đấy, lập luận như thế này thì giáo viên nào mà chấm phải cái bài mà có dạng lập luận mà sắc sắc lẹm như này là người ta thích lắm các em. Thầy đi chấm bài như vậy, nếu mà gặp những cái bài mà các em mà lập luận mà chắc kiến thức mà như thế này thì ok. Đấy, có một số bạn này nhìn ngó linh tinh. Đấy, nhìn người này liếc người kia rồi viết chép vào không có được. Rồi, như vậy thì mình sẽ suy được cái gì nhỉ? Đây ta ký hiệu nó là một, đây ký hiệu là hai đi cũng được. Đấy, còn không thì thôi. Vậy thì từ hai cái điều này chúng mình suy ra là gì? Cái tam giác ABD như nào? À, bằng, đúng không? Bằng cái tam giác, các em viết cái ký hiệu tam giác cho nó dễ nhé. M B D. Rồi bằng nhau theo trường hợp gì nhỉ? Cạnh cạnh huyền, góc nhọn. Ok chưa? Đấy, thì trường hợp các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ấy thì đây là gì? Trường hợp cạnh huyền góc nhọn này kìa. Ok nhá. Rồi như vậy thì mình sẽ suy được ra điều gì? À, suy ra thằng DA phải bằng gì? Bằng thằng DM. Đấy, như vậy đây chính là gì? Đạp phải con mèo. Được chưa? Điều phải chứng minh. Ok. Rồi. Ok, là đến câu C nào. MD cắt K. MD cắt K hả? MD cắt A. MD sao cắt AB hả? À, kéo dài AB ra. MD cắt AB tại K. BD thì cắt KC. KC đây tại N. Chứng minh là thằng BN vuông góc với KC. BN. BN vuông góc với KC. Chứng minh cho hai thằng này vuông góc. Dễ thôi. Các em nhìn nè, trực tâm nè, trực tâm nè.
cái trực tâm nhá, nhìn cái chiêu trực tâm. Rồi như vậy mình copy cái hình xuống đây đi, thầy copy cái hình xuống đây để làm cái câu C nhé, chứ không có là đâu có nhìn thấy hình gì đâu, có nhìn thấy đường thấy xá gì đâu mà làm, đúng không? Rồi chúng ta sẽ copy cái hình xuống đây để làm cái câu C. Rồi, cái câu C nó yêu cầu cái gì? Câu C có cái đề câu C vào đây. Thầy nhìn thấy là gì? Cái hướng là chúng ta đi là chứng minh nó là trực tâm á, là ok đấy. Có hướng đi rồi đấy. Quan trọng là giờ mình trình bày như thế nào thôi. Cha mẹ đã cho gạo, cho rau, cho mắm, cho muối, cho đường, cho ớt, cho tỏi đầy đủ hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là thiết kế thành món ăn để mà ăn thôi. Ok chưa? Rồi. Như vậy ở đây nó bắt chứng minh là gì? Thằng BN đây này phải vuông góc với thằng KC đây này. Đấy. Như vậy mình sẽ xét này. Em sẽ xét cho thầy cái tam giác. BKC. BKC này, xét tam giác lớn luôn này. Được chưa? BKC. Đấy, chúng mình có những cái gì liệt kê ở đây. Chúng ta có thằng C gì? CA. CA. Nó vuông góc với BC đúng không? Các em có thể ký hiệu bằng cái ký hiệu vuông góc này các em. Các em viết bằng cái ký hiệu vuông góc này cho dễ này. Nhưng mà thầy thì thầy đánh dẫn sẽ nhanh hơn nhé. Đấy, CA là vuông góc với thằng nào? Với thằng BK đúng không? Vì sao vậy? À vì có cái góc A này này. Nó bằng bao nhiêu? 90 độ. A là góc vuông. Vì góc A là góc vuông. Rồi thầy ký hiệu vậy đi. Và gọi đây là 1. Tương tự là gì? Thằng KM này nó cũng lại là vuông góc với thằng nào? BC đúng không? Đúng chưa nhỉ? KM vuông góc với BC. Vì sao? Vì cái thằng DM đây này, nó vuông góc với BC đúng không? Mà cái thằng K nó lại nằm ở trên này đúng không? Vì DM vuông với BC. Ok. Như vậy ta gọi đây là gì? 2. Ok. Rồi, tương tự như vậy thì mình có này. Mình có cái gì? CA nó lại cắt cái thằng nào? Cắt cái thằng KM tại đâu? CA nè. Cắt KM tại điểm nào? Tại điểm D. Đó. Như vậy ta ký hiệu đây là gì? 3. Rồi như vậy mình đã có đủ chứng cứ để xử bắn thằng này chưa? Từ 1, 2, rồi 3. Đấy. Như vậy chúng ta đã có đủ chứng cứ để kết tội. Ok. Thì ta sẽ có điều gì? À, mình sẽ có thằng D đây này. Chính là trực tâm. D là trực tâm. Của ai? Của cái tam giác. Tam giác nào? BKC. Được chưa? Chính chưa nhỉ? Mà
điều gì mà BD lại cắt thằng gì? Cắt thằng K, KC. Tại N. Nên là gì? Nên thằng BN nó sẽ vuông góc với thằng nào? Với thằng KC. Vuông với K, KC. Được chưa? Đấy. Như vậy thì đến đây chúng mình kết luận được điều gì? À, đây chính là đạp phải con mèo nhá. Được chưa? Rồi. Hết chưa các em? Ok, như vậy thì trong gần một tiếng đồng hồ thì thầy và các em đã xử xong một cái đề của lớp 7. Cũng khá là nhẹ nhàng đúng không nào? Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong một cái đề tiếp theo nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như chia sẻ video này đến cho các bạn. Bye bye.